truyền nước mắt quá à, nước mắt. Rồi cầm bóp. Bóp. Để tài sao thì giặt để tao. Sang cảnh á. Ừ đúng rồi. Đang quay clip biến hình với khách, bé gái bán vé số liền xả vai khi mẹ gọi đến. Trong video, cô bé đang bán vé số thì gặp một nhóm bạn đang uống cà phê. Nhận thấy bé lanh lợi và có vẻ ngoài xinh đẹp nên nhóm bạn này đã rủ em du trend biến hình. Cô bé rất vui vẻ nhận lời, thậm chí còn diễn xuất vô cùng nhập tâm sau khi được các anh chị hướng dẫn. Người ôm giấc mơ này nhung nhớ mẹ bà. Kịp vận nội công hoàn thành màn biến hình thì cô bé bỗng dưng rơi vào trạng thái hết phép khi nhận được cuộc gọi đến từ mẹ. Chắc hẳn là do biết mình mê chơi bỏ việc chính là bán vé số, cô bé vội vàng rén hết cả người gấp rút đếm lại phần vé số trên tay để báo cáo với mẫu hậu. Khoảnh khắc này khiến cho các bạn trẻ có mặt lẫn người xem đoạn clip phải cười nghiêng ngả. Sau khi hoàn thành cuộc trò chuyện với mẹ, những tưởng em sẽ quay lại chăm chỉ buôn bán, mà nào ngờ lại tiếp tục cuốn vào cuộc vui biến hình. Sau khi được tiếp phép, em đã hoàn thành rất tốt vai diễn, hoàn thiện video của mình. Dù phải mệt mỏi cả ngày với công việc bán vé số khắp mọi nẻo đường đầy nắng gió, cô bé trong đoạn clip trên vẫn tràn đầy năng lượng và hết sức niềm nở với những người xung quanh. Đây cũng chính là tinh thần mà nhiều bạn trẻ nên học hỏi. Phải biết đủ và hài lòng với cuộc sống của mình để đón chờ nhiều điều tốt đẹp phía trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.